Thank you.
Lấy xong chưa? Thì nó còn chưa, năm phân nửa. Trẻ lên mấy cái mẹp đừng được. Dạ. Lấy cái mẹp á? Lấy cái bương chứ quá.
Tầm đâu 5-6 cái ván nữa mà. Ở dưới này còn cái bé ảnh. Nào kiếm không? Lợp đi nhỉ? Dạ. Thank you.
từ đi. Thêm lá nữa. Em lấy cho anh salad nào. Ba hàng. Em đưa lá lên cho anh nhé. Có ra ngoài quá mà. Không, vừa con. Tí cho một lá nữa ở đây nữa. Nga nó đói xong cứ kêu vào hết chuồng dê. Con Nga này. Chắc tí bắt vào trong này nhốt nó luôn cả gà, tí cho nó ăn ở trong nhà luôn. Chuyển hai cái nẹp anh xuống dưới đi. Lạt này có nghĩa gì? Lạt cái da nhá. Cái đường. Thank you.
Con phải được 8 lạng rồi đấy. Con to như này được 8 lạng rồi. Thank you.